Xin chào các cô chú, các anh chị, các bạn và các em. Khoe với lại các tình yêu nào mà ghiền xài bóp nè. Tên 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 tên. Cả nhà thấy có dễ thương không? Mới tuyển được tối hôm qua. Quá dễ thương đúng không ạ? Cực kỳ dễ thương ha. Có một cái duy nhất à. Nếu mà nó có vài cái mình cũng mua để tặng cho các bạn đó. Để mình đi tìm ha. Rẻ lắm, có vài đồng à. Khoảng 8 đồng. Dễ thương quá ha. Hồi đó lúc mình còn đi làm các bạn, tại vì cái nghề của mình cho nên là mình cần phải xài những cái bóp hiệu. Nhưng mà những cái bóp đó, đó thì còn để tới bây giờ đó, nhiều lắm, mình nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ đó không còn đi làm nữa, không có nhiều tiền. Con gái cho cái nào thì nhận cái đó, bạn bè cho thì nhận. Nhưng mà đồ mà họ cho mình đồ hiệu không à. Nhưng mà mình bỏ tiền ra mình mua thì mình mua những cái giày nè, giờ không có hiệu gì hết á, nhưng mà dễ thương. Dễ thương không? 8 đô la. Đeo ngang hông, người rất đẹp các bạn. Nhưng mà để mở trong cho các bạn xem nè, nó tiện vô cùng. Nè, cả nhà thấy không? Thẻ credit card. Ở bên này đựng thẻ cũng được hay đựng tiền. Và đây, ngăn chính giữa nè, đựng tiền, ok. Gài lại. Đeo ngang qua người. Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Ngày hôm qua thì thấy có một cái thôi. Để ngày hôm nay sẽ đi tìm vài chỗ. Nếu mà nó có đó thì mua tặng cho ba bạn đi ha. Kiếm ba cái mua tặng cho ba bạn nếu có nha. Nhưng mà nhớ nha, cái này hàng thường thôi, không có hiểu ha. Dễ thương quá đúng không các bạn? Nè, mình á, thấy cái gì đẹp, cái gì mình thích là mình sẽ nghĩ tới các bạn. Tại vì thật sự ra đó, mình cũng chẳng có ai để mà tặng hết á. Người ta tặng mình không à. Cho nên là mình muốn tặng cho ai đó thì chỉ có các bạn mà thôi. Các bạn trên YouTube, các bạn trên Facebook thôi. Mặc dù là không biết các bạn là ai, nhưng các bạn đã đồng hành với mình từ rất lâu rồi. Cho nên các bạn là bạn của mình. Khi mà mình thấy được cái gì vừa túi tiền của mình, cái điều đầu tiên mình nghĩ trong đầu mình là các bạn. Nhưng tất cả là do cái duyên, không biết là nó sẽ được đến với ai. Vì thật sự mình không biết ai với ai hết ha. Thì cứ tặng vậy đó. Bây giờ mình đi cắt tóc. Tóc dài rồi, dài quá rồi, phải cắt ngắn lên. Sau đó mình sẽ đi vài cái shopping nữa. Mình coi có bán mình mua, tặng cho ba bạn nữa, ok. Dễ thương quá. Dễ thương quá đúng không? Các bạn có thấy là mình lớn tuổi rồi mà mình cứ thích đi tuyển mấy cái nhỏ nhỏ này không? Là tại vì nó dễ thương lắm. Và đây, cái này là đựng cái Bluetooth. Cái này thì hiệu Michael Kors. Móc nó lên đây các bạn là không thể nào mất được. Nè. Nè các bạn, rất dễ thương. Thôi bây giờ đi vô cắt tóc nha. I love you.